Xin chào cả nhà yêu thương, lại là cô Dung đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập bài Chào Mặt Trời biến thể 4 và biến thể 5. Cô Dung sẽ để đường link của bài Chào Mặt Trời cổ điển và biến thể 1, cũng như bài Chào Mặt Trời biến thể 2 và biến thể 3 ở dưới bình luận để cho các bạn kịp theo dõi những cái bài tập trước nha. Bây giờ chúng ta đứng ở cách đầu thảm để vào bài tập luôn nào. Mời cả nhà chúng ta cùng đứng lên. Đứng cách đầu thảm 2 tấc. Đứng ở vị trí nào thì chúng ta sẽ kết thúc bài ở vị trí đó nha cả nhà. Rút rốn vào, hướng xương cột xuống. Vai mở, ngực căng, vươn dài đỉnh đầu lên. Thở hết hơi ra, tay chấp trước ngực. Vươn hai tay lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai, đẩy hông ưỡn ngực ngã ra sau, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, trương người tới, cúi xuống hốc bụng, thở ra. Thả lỏng cổ, buông đầu, ép xuống, thở ra. Ngẩng cổ, duỗi dài lưng, hít sâu vào. Tay đặt ngang hàng với hai bàn chân, chung đầu gối, siết cơ bụng, bật chân ra sau, thở ra. Hạ xuống, trương người lên, hít sâu vào, xoay vai ưỡn ngực, hướng cổ lên, uốn cong lưng, duỗi mũi chân, khép ngớt chân, nâng người lên, siết cơ bụng, thở ra. Đạp chân trái xuống, hít vào, bật cao chân phải lên, cúi xuống, căng gót lên, đạp gót chân trái cúi xuống, thở ra. Hít sâu vào, đẩy người tới, bước chân phải lên, bằng hai tay, nâng người lên, tấn chắc chân vào. Vươn tay ưỡn căng ngực, vươn cầm lên, siết cơ bụng, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, bước tiếp lên, thở ra. Thả lỏng cổ, buông đầu, kéo căng ép sát, thở ra. Hai tay ra kịnh đầu, nâng người lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai, đẩy hông ưỡn ngực ngã ra sau, thở ra. Nâng lên, hít sâu, trương người tới, cúi xuống hốc bụng, thở ra. Thả lỏng cổ, buông đầu ép sau, ngẩng cổ duỗi dài lưng, hít sâu vào, chung đầu gối chống chắc tay, siết cơ bụng, bật chân ra sau, tấm ván thấp, thở ra. Hít vào, hạ gối, hạ ngực, hạ cằm, nâng mông cá sấu, thở ra. Trương người lên, hít sâu vào, rắn hổ mang, uốn cong lưng, duỗi mũi chân, nâng người lên, cúi xuống ép thớp bụng, thở ra. Đạp chân phải, bật cao chân trái lên, hít sâu vào, cúi xuống, đạp gót chân phải, bám chặt tay, căng gót chân trái lên, thở ra. Hít vào, đẩy tới, bước lên, bằng hai tay, nâng người lên, vươn tay lên, tấn chắc chân, kéo căng người ngã ra sau, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, bước tiếp lên, thở ra. Thẳng gối, buông đầu, hóp bụng, kéo căng ép sau, thở ra. Hai tay ra kịnh đầu, nâng người lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai, đẩy hông ưỡn ngực ngã ra sau, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, trương người tới, cúi xuống hóp bụng, thở ra. Chúng ta tập tiếp bài biến thể 5. Thả lỏng cổ, buông đầu ép sau, ngẩng cổ duỗi dài lưng, hít sâu vào, chung gối chống chắc tay, siết cơ bụng, bật chân ra sau, thở ra. Hít vào, hạ xuống, siết bụng, thở. Trương người lên, hít sâu vào, uốn cong lưng, nâng lên, cúi xuống hốc bụng, thở ra. Đạp chân trái, bật cao chân phải lên, hít sâu vào, cúi xuống ép đạp gót chân trái, thở ra. Hít vào, gấp cẳng chân, bật cao đầu gối lên, từ từ lật tay chân qua, thở ra.
thẳng gối trái, co chân phải, chống ra sau, vươn căng lên, thở ra. Hít vào, thu tay chân về, cúi xuống rút bụng, thở ra. Hít vào, nhón gót co đầu gối, đùi sát vào bụng ngực, mắt nhìn về đầu thảm, siết bụng, thở ra, nhẹ nhàng lên. Chiếc ghế rút rốn, siết sâu, thở ra. Hít vào, nâng người lên, kéo căng tay vai, đẩy hông ngã ra sau, thở ra, kéo căng ngã thở. Nâng lên, hít sâu vào, trường người tới, cúi xuống hóp bụng, thở ra. Thả lỏng cổ, buông đầu, ép sau, thở ra. Ngẩng cổ, duỗi dài lưng, hít sâu vào, chung gởi chống chắc tay, siết cơ bụng, bật chân ra sau, thở ra. Hạ xuống, trường người lên, hít sâu vào, xề vai ưỡn ngực, ngã lưng ra sau, uốn cong lưng, duỗi mũi chân, khép gót chân, nâng người lên, cúi xuống thớp bụng, thở ra. Đạp chân phải, bật ca chân trái lên, hít sâu vào, cúi xuống bám chặt tay, căng gót, ép, thở ra. Hít vào, gấp cẳng chân, từ từ duỗi mũi chân và chống ra sau, thẳng gối phải, đẩy căng hông lên, siết bụng, thở ra. Hít vào, từ từ xoay người, thu tay chân về chóp mặt, thở ra. Cúi xuống bám chặt tay chân, rút rốn siết cơ bụng, thở. Nhón gót hít vào, chung đầu gối, đuôi sát bụng ngực, mắt nhìn về đầu thảm, nhẹ nhàng chân lên. Chiếc ghế siết cơ bụng, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai, đẩy hông ngã ra sau, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, chắp tay hạ xuống trước ngực, thở ra. Hạ tay, mở chân bằng vai, mắt khép, hít sâu, thở chậm, điều hòa hơi thở lại, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm ra. Vừa rồi cô Dung vừa hướng dẫn với cả nhà chúng ta tập bài Chào Mặt Trời biến thể 4 và biến thể 5. Bài này cũng có thể làm bài khởi động để chúng ta tập những tư thế tiếp theo, hoặc là chúng ta cũng có thể làm bài chính những ngày mà các bạn không có thời gian để chúng ta tập trọn một bài một tiếng đồng hồ, thì các bạn có thể tập bài này mỗi một bài lặp lại 4 lần. Là cơ thể của chúng ta đã nạp đầy năng lượng, nóng người lên, mềm dẻo để chúng ta có năng lượng để làm việc cả ngày không biết mệt mỏi đó cả nhà. Bây giờ cô Dương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.